Quyển 85 thứ 1 Nhiếp Trạch Sự Hành Khế Kinh phần 1. Như vậy đã thuyết nhiếp dị môn, sao gọi là nhiếp sự? Có ba sự nên biết nhiếp sự: một, sự tố đắc lãm kinh; hai, sự tỷ nại gia luật; ba, sự mà đắc lý cả luật. Sự tố đắc lãm do hai tài hai tư sứ thầu nhiếp tóm được tất cả khế kinh: một, khế kinh nhiệt giải thoát; hai, khế kinh sự; 3. Khế kinh tương ứng thành văn; 4. Khế kinh tương ứng đại thừa; 5. Khế kinh nghĩa chưa hiển rõ khiến hiển rõ; 6. Khế kinh nghĩa đã hiển rõ lại khiến sáng tịnh hơn; 7. Khế kinh việc làm đời trước; 8. Khế kinh xưng tán; 9. Khế kinh hiển thị phẩm hắc; 10. Khế kinh hiển thị phẩm bạch; 11. Khế kinh bất liễu nghĩa; 12. Khế kinh liễu nghĩa; 13. Khế kinh nghĩa lược phản cú rộng; 14. Khế kinh nghĩa rộng phần cú lược; 15. Khế kinh nghĩa lược phần cú lược; 16. Khế kinh nghĩa rộng phần cú rộng; 17. Khế kinh nghĩa thâm sâu phần cú cạn; 18. Khế kinh nghĩa cạn phần cú sâu; 19. Khế kinh nghĩa sâu phần cú sâu; 20. Khế kinh nghĩa cạn phần cú cạn; 21. Khế kinh đương lai xa lìa lỗi lầm; 22. Khế kinh hiện tiền xa lìa lỗi lầm; 23. Khế kinh khiển trừ chỗ sanh nghi hoặc; 24. Khế kinh vì khiển tránh pháp kiểu trụ; 1. Khế kinh biệt giải thoát. Ở trong đây, y chỉ năm tụ phạm và ra khỏi năm tụ phạm mà thuyết hơn 150 học xứ, vì khiến các thiện nam tử tự mình quý trọng mà tinh cần tu học. 2. Khế kinh sự gồm 4 cấp, gồm 4 A cấp ma, A hàm: 1. Tạp A hàm, 2. Trung A hàm, 3. Trưởng A hàm, 4. Tăng nhất A hàm. Tạp A hàm, trong đây Thế Tôn quan sát căn hành của hữu tình được giáo hóa rồi mới tuyên thuyết giáo pháp tương ưng mà Như Lai và các đệ tử thuyết, đó là tương ưng uẩn xứ giới, tương ưng duyên khởi thực đế, tương ưng niệm trụ chánh đoạn thần túc, căn lực giác chi đạo chi, ana ba na niệm học chứng tịnh, lại nương tám chúng thuyết giáo pháp tương ưng với chúng. Về sau người kết tập vì khiến thánh giáo kiểu trụ mà kết tập thành những bài kệ tụng Út Đà Nam, tùy chỗ thích hợp thứ lớp ăn bố, nên biết tất cả giáo pháp tương ứng như vậy được do ba tướng. Những gì là ba? Một, năng thuyết; hai, sở thuyết; ba, sở vị thuyết. Hoặc Như Lai hoặc đệ tử Như Lai là năng thuyết, như phần giáo được Phật thuyết hay đệ tử thuyết. Hoặc sở liễu trì hoặc năng liễu trì là sở thuyết. Như phần giáo tương ứng năm thủ uẩn, sáu xứ, nhân duyên và phẩm đạo phẩm, hoặc các chúng lý sô thiên hòa là sở vị thuyết, như phẩm kiết tập. Như vậy, tất cả được nêu ra phần thô của năng thuyết, sở thuyết và sở vị thuyết, tức tất cả sự giáo tương ứng kia, hoặc dài hoặc ngắn hoặc vừa, được tổng hợp lẫn lộn phức tạp, cho nên gọi là tạp A hàm. Lại tức giáo tương ứng kia được thuyết bằng tướng vừa phải, cho nên gọi là trung A hàm. Lại tức giáo tương ứng kia được thuyết bằng tướng rộng dài, cho nên gọi là trường A hàm. Lại tức giáo tương ứng kia được thuyết bằng đạo lý tăng dần từ số 1 lên đến 2, 3, cho nên gọi là tăng nhất A hàm. Bốn chủng như vậy, thầy trò truyền lại đến nay, do đạo lý đây cho nên gọi là tăng nhất A hàm, cũng được gọi là khế kinh sự. Ba, khế kinh tương ưng thanh văn. Ở trong 12 phần giáo, trừ phần phương quả còn lại là khế kinh tương ưng thanh văn. Bốn, khế kinh tương ưng đại thừa là phần phương quả, nghĩa của phần đây nên biết như trước. Bốn chủng khế kinh như vậy khiến nghĩa chưa hiển rõ được hiển rõ. 20 chủng khế kinh còn lại tùy theo chỗ thích hợp nên biết tướng kia. Từ đây về sau, nương bốn chủng khế kinh đã thuyết đây sẽ thuyết mà đa lý ca của khế kinh, vì muốn quyết trạch điều Như Lai thuyết, điều Như Lai xưng khen tán thán, điều tốt đẹp của những bậc tiên thánh trong khế kinh, thế như không bản mẫu thì chữ nghĩa không sáng sạch rõ ràng. Như vậy chỗ kinh đây không nhiếp bản mẫu, tức nghĩa mở tối, nghĩa không rõ ràng. Trái với tướng đây, tức nghĩa sáng sạch rõ ràng, như vậy gọi là Ma Đát Lý Ca. Ốt Đà Nam nói chung, giới lược giáo tưởng hành, chóng thông nhân đoạn chi, hai phẩm trí sự tránh, không chán trụ thiểu dục. Ốt Đà Nam nói riêng, giới thuyết dẫn đầu quán sát quả, tướng ngu quyết định vô thường giới, hai chủng thứ lớp phải nên biết, không phải đoạn, không phải thường và nhiễm tịnh. Có bốn chủng hữu tình được giáo hóa do hữu tình kia trước tập theo tà giải thoát, nương điều tự thân thấy được
rồi huân tập thành cõi giới những gì là bốn ở trong hữu trước, đời trước, thần trước, chỗ được tự thể trước. Vì lắng nghe thượng kiến tàng thượng và pháp bất chánh không như lý tác ý lực tàng thượng, nên hay do kia làm nhân, do kia làm duyên, lớp lớp huân tập tà giải thoát. Nương kiến ấy mà tích tập thành cõi giới, như nói do thượng kiến thì nói rộng, do đại kiến, do hiện pháp niết bàn kiến, do hữu thần kiến cũng vậy. Trong đây Thế Tôn với trí lực trùng trùng thắng giải, trí lực trùng trùng giới lực tăng thượng, nhiều chỗ thích hợp trước tìm hiểu thắng giải và sau tìm hiểu cõi giới của hữu tình kia. Vì điều phục tà thắng giải, tà cõi giới của kia, phần nhiều truyền truyền bốn chủng giáo pháp. Hoặc lại có loại hữu tình khác, người trí chưa thành thục khiến kia trí thành thục, người trí đã thành thục khiến kia giải thoát các phiền não. Vì hữu tình tà cõi giới ban đầu dạy nhân diệt nên hành diệt, do đây thuyết môn hành tận tánh vô thường khiến điều phục tà thắng giải tà cõi giới của kia. Vì hữu tình tà cõi giới thứ hai dạy nhân nhóm họp nên hành nhóm họp, do đây thuyết môn hành khởi tánh vô thường khiến điều phục tà thắng giải tà cõi giới của kia. Vì hữu tình tà cõi giới thứ ba truyền dạy tránh pháp môn các hành khổ khiến điều phục tà thắng giải tà cõi giới của kia. Vì hữu tình tà cõi giới thứ tư hoặc có lại lìa các hành khởi hành hữu thân kiến thì chuyển dạy tránh pháp môn các hành không, hoặc có lại nương hành khởi hành hữu thân kiến thì chuyển dạy tránh pháp môn vô ngã khiến điều phục tà thắng giải tà cõi giới của kia. Lại nữa, thiện thuyết pháp luật được do ba chủng bất cộng, bất cộng ngoại đạo nên liệt vào số thiện thuyết. Một, vì tuyên thuyết giải thoát chân thật rốt ráo. Hai, vì tuyên thuyết phương tiện của kia. Ba, vì tuyên thuyết bên trong tự chứng đắc kia. Một, sao gọi là giải thoát chân thật rốt ráo? Là sẽ rốt ráo giải thoát và tất cả giải thoát, tức là quả kiến đạo và từ đây về sau sở đắc quả tu đạo thế gian xuất thế gian. Trong đề quả kiến đạo thì sẽ rốt ráo nên được gọi là chân thật, mà chưa phải rốt ráo thì đối với tất cả giải thoát vẫn còn việc phải làm. Lại giải thoát có ba chủng: một, giải thoát của thế gian; hai, giải thoát của bậc hữu học; ba, giải thoát của bậc vô học. Giải thoát của thế gian đây không chân thật vì còn bị thối chuyển, giải thoát của bậc hữu học tuy là chân thật mà không rốt ráo vì còn việc phải làm. Nên biết giải thoát của bậc vô học thì đầy đủ cả hai chủng là chân thật và rốt ráo. Hai, sao gọi là phương tiện của kia, tức là ở trong các hành nương tánh nhiều sở hữu và tánh tận sở hữu mà tu tưởng vô thường, nương vô thường mà tu tưởng khổ, nương khổ mà tu tưởng không vô ngã. Nhân đây khi được nhập hiện đến hiện quán đế do chân tránh quan sát cảnh sở trì nên đạt được chánh kiến, do chánh kiến đây làm chỗ nương ở trong vị tu đạo khắp các hành trụ tưởng nhàm chán trái lìa. Vào lúc trụ tùy vị kia lãnh thọ tương ứng nhớ nghĩ từ duy cảnh hoặc không hiện tiền, hoặc hiện tiền rõ ràng mà không sanh hỷ. Vì hỷ không sanh lực tăng thượng nên vào lúc hành từ lãnh thọ sở duyên cảnh giới mà không sanh nhiễm trước. Vị kia ở trong tất cả cảnh giới mong cầu đã được, hãy còn không mong cầu hà hướng mê đắm. Do vị kia hoặc trụ hoặc hành như vậy, nhanh chóng năng diệt tận hỷ tham triền, an trụ tâm thành tịnh. Lại tức như đạo đã đắc ấy mà tu tập rất nhiều lấy làm nhân duyên, nên vĩnh viễn nhổ trừ tận gốc phẩm tùy nhiên thô trọng đạt được giải thoát chân thật rốt ráo, nên biết tức là tầm thiện giải thoát.